Thế giới hải hoa tạng trang nghiêm trụ ở trong đó, bốn phương đều rất bằng phẳng, rất trang nghiêm, rất thanh tịnh, rất vững chắc. Có núi Kim Cang Luân bao bọc chung quanh, lại có đất đai biển cả và các cây báu riêng biệt từng khu. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương mà nói bài kệ rằng: Lúc đó vị Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền muốn tường thuật lại nghĩa lý vừa nói ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới mà dùng kệ để nói: Thuở xưa Thế Tôn trong các cõi Phật tu tịnh nghiệp nhiều như bụi, nên được đủ thứ quang minh báu, thế giới hải hoa tạng trang nghiêm. Phật Tỳ Lô Giá Na thuở xưa tu Bồ Tát hạnh thì từng gần gũi tất cả chư Phật, song lúc ban đầu phát tâm thì ở trong tam giới hải 15 cõi cũng từng làm việc điên đảo. Một khi gần gũi chư Phật rồi thì bỏ mê về giác, cải tà quy chánh. Ở trong đạo tràng của Phật nhiều như số hạt bụi, chuyên nhất tu hành nghiệp thanh tịnh mà xả bỏ nghiệp ô nhiễm, cho nên đắc được đủ thứ quang minh báu, cuối cùng thành tựu thế giới hải hoa tạng trang nghiêm. Chúng ta đã thọ giới thì phải giữ giới, giữ giới như mặt trăng tròn sáng, thân khẩu ý ba nghiệp, một chút mau bệnh còn chẳng có. Đó tức là quang minh báu, tức cũng là trí huệ hiện tiền, nên dùng sức thanh tịnh và trí huệ quang minh để trang nghiêm tất cả cõi nước. Mây bì rộng lớn khắp tất cả, xả thân vô lượng đồng bụi cõi, nhờ sức tu hành biển kiếp xưa khiến thế giới đó chẳng cấu nhiễm. Mây tử bi rộng lớn vô biên, chiếu khắp tất cả tâm chúng sinh, từ hay ban vui, bi hay cứu khổ, đầy khắp tất cả chúng sinh giới. Phật vì cứu hộ chúng sinh, vì giáo hóa chúng sinh mới chịu xả thân trong vô lượng chỗ. Hết thảy hạt bụi đều là chỗ xả thân của Phật Lô Xá Na, nhờ sức tu hành trong vô lượng kiếp thuở xưa, nên khiến cho thế giới hiện tại này chẳng có chút nhiễm ô nào, mà biến thành thế giới hải hoa tạng trang nghiêm thanh tịnh. Phóng đại quang minh trụ hư không, sức gió nhiếp trì chẳng dao động, Phật tạng ma ni khắp nghiêm sức, nguyện lực Như Lai khiến thanh tịnh. Trí huệ của chư Phật phóng đại quang minh ra bị cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng đắc được trí huệ quang minh khắp trụ ở trong hư không. Vì sức gió nhiếp trì cho nên chẳng dao động, Như Lai tạng chẳng không chẳng có, tức tánh, tức tướng, tức là đệ nhất nghĩa đế. Dùng báu mani khắp trang nghiêm tu sức, Phật dùng đủ thứ nguyện lực khiến cho thế giới thanh tịnh. Trên thế giới có sức hút của phong luân cùng nhiếp trì với nhau, thế giới này nhiếp trì thế giới kia nhiếp trì thế giới này, có sức phong luân trong hư không nhiếp trì. Giống như tinh cầu, mặt trời, mặt trăng đều có quỹ đạo để vận chuyển, nên chẳng bị đụng nhau, cũng chẳng bị rối loạn, đó là sức thần thông của chư Bồ Tát chi trì, tức cũng là nghiệp lực của chúng sinh cảm ứng. Cảnh giới này từ xưa đến nay các nhà khoa học nghiên cứu thủy chung cũng chẳng được kết quả viên mãn, cũng chẳng tìm ra rõ ràng. Vì sao? Vì họ chẳng biết đó là đạo lý giới lực, định lực, huệ lực của chư Phật Bồ Tát và nghiệp lực của chúng sinh thiện và bất thiện nhiếp trì. Trái đất cũng phát sinh bệnh hoạn, cũng có khi chấn động như núi lửa bộc phát, núi lở biển gào. Giống như con người ăn đồ bổ dưỡng quá nhiều, máu huyết chẳng có chỗ lưu thông, thì huyết quản sẽ vỡ liệt, nhẹ thì bán thần bất toại, nặng thì bộ não đầy máu, bảy lỗ ra máu mà chết, vỏ đất bọc qua địa cầu nứt, thì xảy ra hiện tượng chấn động, hoặc là núi lở, hoặc là biển gào. Khắp dài hoa mani diệu tạng, nhờ nguyện lực xưa trụ trong không, đủ thứ kiên cố biển trang nghiêm, mây quang dòng bùa đầy mười phương. Khắp dài hoa sen mani báu diệu tạng trong hư không, nhờ nguyện lực của chư Phật phát ra trong quá khứ, tán ra trong hư không mà trụ, dùng đủ thứ kiên cố để trang nghiêm thế giới hải, mây quang minh bát nhã đó dòng bùa đầy trong cõi nước mười phương. Mây Bồ Tát trong các mani đến khắp mười phương quang rực rỡ, quang biến hình tròn hoa nghiêm sức, hết thảy pháp giới đều chẳng có. Trong tất cả mây mani báu, lại có mây Bồ Tát hiện ra, trong mỗi vòng mây đều có Bồ Tát. Mây đó khắp trọng mười phương và phóng quang minh rực rỡ, quang minh đó tự nhiên biến thành hình tròn, dùng hoa sen vi diệu để nghiêm sức, tận hư không biến pháp giới, chẳng có chỗ nào mà chẳng có.
Trong tất cả báu phóng tịnh quang, quang đó chiếu khắp biển chúng sinh, mười phương cõi nước đều khắp hết, đều khiến địa khổ hướng Bồ Đề. Trong thế giới hải có bảy báu, bảy báu đó đều phóng quang minh thành tịnh. Quang minh đó là do Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo phóng ra, trí huệ quang minh đó chiếu khắp biển tâm của chúng sinh. Trong mỗi cõi nước chư Phật mười phương đều có quang minh đó. Tại sao phải phóng quang minh đó? Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều lìa khổ được vui, bỏ mê về giác. Lìa khổ là bỏ mê, hướng Bồ Đề là trở về với giác ngộ. Tam bảo Phật đồng số chúng sinh, từ lỗ lông Phật hiện hóa thân, phạm chủ đế thích luân vương thầy, tất cả chúng sinh và chư Phật. Tam bảo tức là Phật Pháp Tăng, Phật bảo có bao nhiêu, có nhiều như số chúng sinh đều từ trong lỗ chân lông của chư Phật hiện ra hóa thân, có trăm ngàn ước hóa thân đếm chẳng hết được. Hóa thân đó chẳng những có hóa thân chư Phật, còn có hóa thân Đại Phạm Thiên Chủ, còn có hóa thân Đế Thích, còn có hóa thân Chuyển Luân Thánh Vương, còn có hóa thân của tất cả chúng sinh. Hóa hiện quang minh đồng pháp giới, trong quang diễn nói tên chư Phật, đủ thứ phương tiện hiện điều phục, ứng khắp quần tâm, khắp hết thảy. Quang minh hóa hiện đồng pháp giới, chư Phật phóng quang minh, trong quang minh rừng rương danh hiệu của chư Phật, và đủ thứ đại oai đức thần thông lực không thể nghĩ bàn, là phương tiện thị hiện để điều phục chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát Bồ Đề tâm, khắp ứng hiện tâm chúng sinh, chẳng có nơi nào mà chẳng đến. Hết thảy bụi thế giới hoa tạng, trong mỗi hạt bụi thấy pháp giới, quang báo hiện Phật như mây tụ, đó là cõi Như Lai tự tại. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, hết thảy tất cả hạt bụi và trong mỗi hạt bụi lại hiện ra một pháp giới. Pháp giới và hạt bụi chẳng có gì khác biệt. Ở trong quang minh bóng hiện ra pháp thân chư Phật, giống như mây tụ lại ở trong hư không. Cảnh giới đó là một nhiều vô ngại lớn nhỏ dung với nhau. Đó là trong cõi Phật tự tại biến hóa ra cảnh giới khó nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu chúng ta thấu rõ được. Mây nguyện rộng lớn khắp pháp giới, trong tất cả kiếp độ quần sinh, bậc trí hành phổ hiền đều thành, hết thảy trang nghiêm từ đây sinh. Mây nguyện rộng lớn của chư Phật Bồ Tát khắp cùng pháp giới, ở trong mỗi kiếp đều thể hiện giáo hóa chúng sinh, là địa vị trí huệ sở tu hạnh nguyện của phổ hiền mà thành tựu. Hết thảy sự trang nghiêm đều từ trong hạnh nguyện phổ hiền mà sinh ra. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền lại bảo đại chúng rằng, các Phật tử, núi Đại Luân Vi của thế giới hải hoa tạng trang nghiêm này trụ ở trên hoa sen Nhật Châu Vương. Lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền lại bảo đại chúng trong pháp hội rằng, các vị đệ tử của Phật, trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm này có núi Đại Luân Vi trụ ở trên hoa sen Nhật Châu Vương. Chiên đàn Mani dùng làm thân, oai đức bảo vương dùng làm đỉnh, diệu hương Mani làm bánh xe, diễm tạng kim cang cùng thành lập. Tất cả nước hương thủy chảy vào bên trong, các báu làm rừng, hoa quý nở rộ sum suê, cỏ thơm đầy khắp mặt đất, lại có những hạt minh châu tô điểm, có đủ thứ hoa thơm đầy rẫy khắp nơi, và có lưới bảng Mani rong buồm chung quanh núi Đại Luân Vi. Núi Đại Luân Vi đó dùng hương trên đàn và báu Mani làm thân, dùng đại oai đức bảo vương làm đỉnh núi, diệu hương và Mani dùng làm bánh xe, núi đó dùng làm diễm tạng và kim cang cùng nhau thành lập. Xung quanh núi đó là biển hương thủy, nước biển đó đặc biệt thơm mát. Tất cả nước hương thủy đó chảy vào bên trong, khiến cho chúng sinh người được thì phát tâm Bồ Đề tu hạnh thanh tịnh. Bên trong núi Đại Luân Vi là biển hương thủy, bên ngoài núi cũng là biển hương thủy, lại có cây báu làm rừng và hoa báu nở rộ sum suê, hương thơm tỏa khắp, lại có cỏ thơm đầy rẫy mặt đất và có đủ loại minh châu tô điểm, lại có đủ loại hoa thơm khắp nơi và có lưới bằng báu Mani giăng bùa tứ phía núi Đại Luân Vi. Có những sự trang nghiêm vi diệu như vậy, nhiều như số hạt bụi thế giới hải, đủ thứ các châu báu như vậy để trang nghiêm núi Đại Luân Vi, nhiều như số hạt bụi thế giới hải. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa trên, bèn nương thần lực của Đức Phật quan sát mười phương mà nói bài kệ rằng: lúc đó Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền nguyện ý nói lại ý nghĩa trường hàng ở trên, bèn nương đại oai thần lực của Phật quan
quan sát các nhân duyên của chúng sinh trong mười phương dùng kệ để nói rõ nghĩa trên. Thế giới hải chẳng có bờ mé, luôn bóng thành tịnh đủ thứ màu, hết thảy trang nghiêm đều đặc thù, đây do thần lực Phật tạo thành. Thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm chẳng có bờ mé, chẳng dễ gì minh bạch được sự việc như thế nào. Ngoài thế giới hải, có núi Đại Luân Vi bao bọc biển Hương Thủy. Luân báu này, núi Đại Luân Vi, là do các thứ châu báu làm thành, rất thành tịnh và trang nghiêm, có đủ thứ màu sắc, đủ thứ quang minh, hết thảy sự trang nghiêm đều kỳ diệu, không thể nghĩ bàn. Sự trang nghiêm vi diệu này đều do thần thông của Phật tạo thành. Vòng báu ma ni vòng diệu hương, cùng với vòng chân châu đèn sáng, đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức, chỗ an trụ luân vi thanh tịnh. Có vòng báu ma ni, có vòng diệu hương và có vòng chân châu, phóng ra quang minh giống như đèn sáng chói, lại có đủ thứ diệu báu làm nghiêm sức, là chỗ của núi Đại Luân Vi thanh tịnh ở trên hoa sen Nhật Châu Bảo Vương. Ma ni vững chắc dùng làm tạng, vàng diêm phù đàn làm nghiêm sức, thư quang tỏa sáng khắp mười phương, trong ngoài chiếu soi đều thanh tịnh. Tòa núi Đại Luân Vi đó dùng báu mani vững chắc làm tạng, dùng vàng diêm phổ đàn ở Nam Thiệm Bộ Châu, lá cây rớt xuống nước biến thành vàng, để trang nghiêm, để nghiêm sức. Cho nên thư quang tỏa sáng chiếu khắp mười phương. Núi đó dùng lưu ly làm thẻ, cho nên trong ngoài đều chiếu soi khắp thanh tịnh. Kim cang mani sở tập thành, lại mưa mani các diệu báu, báu đó kỳ diệu chẳng một thứ, phóng tịnh quang minh, khắp nghiêm lạ. Kim cang đầy đủ ba thứ tác dụng, đó là kiên minh lợi, kiên là kiên cố, minh là quang minh, lợi là sắc bén. Đầy đủ ba điều này thì sẽ đoạn được tất cả phiền não, khai mở tất cả trí huệ, phát tâm bồ đề dũng mãnh, lâu dài tinh tấn. Thể của núi Luân Vi này là chất kim cang mani tạo thành, và mưa xuống mani với các diệu báu. Các báu đó rất kỳ diệu, chẳng phải một thứ mà là nhiều thứ báu tạo thành, đều phóng ra quang minh thanh tịnh trang nghiêm đẹp đẽ. Nước thơm tuôn chảy vô lượng màu, có các hoa báu và chiên đàn, các hoa tranh đua khoe màu sắc, cỏ quý đầy rẫy thơm ngào ngạt. Nước của núi Đại Luân Vi đều là nước thơm tuôn chảy bốn phương, lại có vô lượng màu sắc vừa trang nghiêm lại mỹ lệ, có đủ thứ hoa, đủ thứ báu, đủ thứ cây chiên đàn, và có đủ thứ hoa sen cùng nhau tranh đẹp, rải nhau tỏa ra màu sắc, khiến cho màu sắc của núi đẹp đẽ. Lại có cỏ thơm chân quý mọc đầy khắp nơi, đều tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vì cỏ thơm cho nên núi thơm, vì núi thơm cho nên nước thơm, do đó gọi là sông nước thơm, sông Hương Thủy, biển nước thơm, biển Hương Thủy. Núi thơm như vậy, đẹp như vậy là từ đâu đến? Từ trong thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm. Vậy thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm lại từ đâu đến? Lại từ trong tâm của chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có một thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm, bất quá mình chẳng nhận thức mà thôi. Vậy khi nào mới nhận thức? Đợi khi nào bạn tu hành thành tựu, đắc được ngũ nhãn lục thông thì tự nhiên sẽ biết rõ. Vô lượng cây báu khắp trang nghiêm, hoa nở kết nhụy màu rực rỡ, đủ thứ y tốt ở trong đó, mây sáng chiếu khắp thưởng viên mãn. Ở trong núi Đại Luân Vi có vô lượng cây báu khắp trang nghiêm, nở rộ đủ thứ hoa, kết đủ thứ nhụy, màu sắc rất rực rỡ, rất tươi đẹp. Ở trong hoa báu lại hiện ra đủ thứ y trời, còn hiện ra đủ thứ mây sáng luồn luồn chiếu khắp bốn phương. Vô lượng vô biên đại Bồ Tát cầm lọng đốt hương tỏa pháp giới, đều vang tất cả diệu âm thanh khắp truyền bánh xe pháp của Phật. Ở trong thế giới hải Hoa Tạng trang nghiêm có vô lượng vô biên đại Bồ Tát. Những vị đại Bồ Tát đó đều đến gần gũi chư Phật, tay cầm lọng báu đốt hương cùng kính chư Phật tỏa khắp pháp giới. Ở trong pháp giới phát ra tất cả âm thanh vì diệu, đại biểu cho chư Phật chuyển bánh xe chánh pháp, tuyên dương Phật pháp, giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tu vô thượng đạo. Các cây mani bằng bột báu, mỗi mỗi bột báu hiện quang minh, thần tỷ lô giá na thanh tịnh đều vào trong đó khắp khiến thấy. Lại có đủ thứ cây mani làm thành bằng đủ thứ bột báu, ở trong mỗi bột báu đều hiện ra quang minh vốn có, pháp thần thành tịnh của Phật Tỳ Lô Giá Na đều vào ở trong bột báu, khắp khiến cho chúng sinh tự thấy pháp tướng trang nghiêm. Trong các trang nghiêm hiện thân Phật,
vô biên sắc tướng, vô lượng số, đều đến mười phương khắp hết thảy, chúng sinh hóa hiện cũng vô hạn. Trong thế giới hải hoa tạng trang nghiêm, hết thảy sự trang nghiêm ở trong đó đều hiện ra thân Phật rất trang nghiêm đặc biệt, có vô lượng sắc tướng tốt đẹp, đều đi đến mười phương giáo hóa chúng sinh.